Sau đây chúng ta sẽ đến với phần trao giải của liên quan tiếng hát sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Và đồng thời chúng ta trong những ngày qua thì để chào mừng ngày thầy cô thì chúng ta cũng biết đó là các bạn đã tổ chức rất nhiều những hoạt động sôi nổi và đầy hứng khởi. Bây giờ thì chúng ta sẽ mời lên sân khấu sự hiện diện của những tiết mục xuất sắc để các thầy cô sẽ cùng dành những lời khen ngợi cho các bạn, và những tiết mục mà có thể nói là tạo điểm nhấn nhất của chương trình ngày hôm nay cũng đã thể hiện phần lớn trong khoảng thời gian vừa qua trong buổi lễ này. Và chúng ta sẽ cùng mời lên sân khấu những thành viên đại diện của các tập thể lớp đã có tiết mục dự thi của các nội dung trong chương trình văn nghệ và đạt giải cao. Xin được trân trọng mời phần dự thi có nội dung về thầy cô hay nhất, đó là đại diện của tiết mục Người thầy năm xưa, người thầy của lớp diễn viên K5C. Phần dự thi được yêu thích nhất, hào khí sinh viên Việt Nam của lớp diễn viên điện ảnh truyền hình K7B. Và phần dự thi dàn dựng xuất sắc nhất, xin được trân trọng mời đại diện của Liên Quân, đạo diễn và đạo diễn sân khấu và diễn viên kịch điện ảnh truyền hình với tiết mục Sống như những đóa hoa. Và chúng ta sẽ mời lên ba giải khuyến khích đại diện trên sân khấu, đó là tiết mục Học. Tiết mục Học, đại diện lớp diễn viên kịch điện ảnh truyền hình K5B. Tiết mục Nhảy hiện đại, diễn viên điện ảnh truyền hình K6A, K5B và đạo diễn K9. Chúng ta sẽ chúc mừng cho giải khuyến khích Tình thơ con đường đến trường của tập thể diễn viên kịch điện ảnh truyền hình K5A. Và sau đây xin được trân trọng kính mời cô Trần Thị Lan Hương, đảng ủy viên phụ trách đoàn thể, sẽ lên sân khấu để trao những giải thưởng dành cho các bạn. Xin được mời các tiết mục, đại diện của các tiết mục cùng tiến lên sân khấu. Một lần nữa xin được chúc mừng các tiết mục. Xin được mời cô Lan Hương sẽ tiếp tục nắng lại sân khấu ạ. Sau đây xin mời đại diện của các bạn được giải chương trình văn nghệ giải nhất tiết mục Nào cùng bay lên, tập thể lớp diễn viên kịch điện ảnh truyền hình K7A. Giải nhì Thương miền Trung, bạn Trần Đức Duy và tập thể diễn viên kịch điện ảnh truyền hình K4C. Và giải ba tiết mục Tháng năm không quên, tập thể lớp diễn viên kịch điện ảnh truyền hình K7B. Chúng ta cùng chúc mừng cho giải tiết mục, đó là các tiết mục văn nghệ được giải nhất: Sống như những đóa hoa, Liên Quân đạo diễn sân khấu K9 cùng các lớp đạo diễn sân khấu khác, diễn viên kịch điện ảnh của các lớp K5 và K6 cũng rất đông đảo. Giải nhì Giữ mãi màu xanh, tập thể diễn viên kịch điện ảnh truyền hình K6D. Và giải ba Hào khí sinh viên Việt Nam chúng ta vừa thưởng thức, đó chính là thành viên của lớp diễn viên kịch điện ảnh truyền hình K7B. Xin mời các bạn sẽ tiến ra sân khấu của 6 tiết mục để nhận được giải thưởng. Rất dễ thương, và chúng ta có thể thấy là rất nhiều những gương mặt là tân sinh viên đã tham gia rất nhiệt tình, năng nổ trong chương trình chào mừng quý thầy cô nhân ngày 20 tháng 11, và các bạn đã để lại những ấn tượng cực kỳ sâu sắc.
xin được cảm ơn cô Lan Hương và một lần nữa xin cho một tràng pháo tay thật to cho các tiết mục đã đạt được giải ngày hôm nay ạ. Xin được chúc mừng các bạn một lần nữa và hãy phát huy những điều này để tiếp tục chúng ta tạo ra những cái sự đoàn kết, chúng ta tạo ra những không gian giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa các lớp, các thành viên với nhau.